Thưa quý vị, lại thêm một vụ việc, một phóng viên VTV bị đe dọa tính mạng sau vệt điều tra của mình. Và quý vị đang nhìn thấy là nội dung tin nhắn đe dọa giết cả nhà mà đối tượng nặc danh đã gửi đến trong đêm. Nữ phóng viên bị đe dọa chính là người thực hiện vệt phóng sự điều tra bảo kê ở chợ Long Biên gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau vệt điều tra của VTV, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản để điều tra về việc thu tiền bảo kê tại chợ Long Biên. Sự an toàn của những phóng viên điều tra đang bị đe dọa và rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.